thì tôi có một cái cảm giác rất là vui mừng và phấn khởi. Đặc biệt là cái lễ cất nóc này đã diễn ra đúng theo cái kế hoạch cũng như là cái tiến độ mà công ty đã đề ra. Mục tiêu của các cái kế hoạch hay là tiến độ thì đều là để phục vụ cho cái khách hàng. Và chúng tôi tin tưởng rằng là cái việc mà lễ cất nóc diễn ra tốt đẹp ngày hôm nay thì minh chứng cho cái việc tiến độ dự án sẽ đảm bảo theo cái mà chủ đầu tư đã cam kết với khách hàng. Và đặc biệt là chúng tôi vẫn tiếp tục làm tốt hơn nữa theo đúng những cái chỉ đạo của hội đồng quản trị. Mà trong một cái buổi lễ cất nóc ngày hôm nay thì chủ tịch cũng đã chỉ đạo, đặc biệt là liên quan đến công tác an toàn và cũng như là chăm lo đời sống đến từng cán bộ công nhân viên của cả nhà thầu lẫn chủ đầu tư. Và tôi nghĩ rằng là ngoài cái buổi lễ cất nóc ngày hôm nay ra thì chúng tôi còn tiếp tục có một cái buổi lễ đặc biệt liên quan đến việc tri ân khách hàng vào cái ngày 24 sắp tới, và hy vọng là khách hàng đã tin tưởng, tiếp tục tin tưởng chúng tôi để chúng tôi có thêm động lực để phát triển tốt hơn nữa.